sáng sớm phương đòi, chiều sẽ phương đông. Như bóng mát chỉ che em mưa nắng, như bóng dừa làm dịu mát dòng sông. Hương bồ kết nhà thoáng hoài nỗi nhớ, tóc chỉ bay trong gió lòng đường khuya. Vương rổ bắn cuối ngày chưa bán hơn, lại phải nhận cung khi rổ bắn bị đòn đó. Anh, anh mới qua. Anh mới qua. Anh Lanh à, sao mà em chạy đi đâu vậy? Nghe tiếng anh hát em chạy ra đón anh. Ai về chiền cũng lính quýnh chạy ra mới đụng em đó. Thôi em đừng có khóc nữa nè. Để chiều nay anh làm cho em con diều ha, rồi mua cho em một bịch kẹo, em chịu không? Chịu. Anh Nhân điệu với em điệu lại với anh Nhân. Em nói cái này cho anh Nhân nghe nha. À, nói gì cưng? Hôm qua chị Hiền chị nói với má, chị tính bán con heo làm đám giỗ bà. Đừng có xạo mày. Em đâu có xạo. Nhưng mà cái chuyện đó có ăn thua gì đâu mà điệu với điệu. Có chứ, má không cho bán. Má nói thằng quỷ. Má nói thôi đừng có bán. Đám giỗ bà con thì nấu một mâm cơm canh cũng là đủ. Vậy hả? Tao giả mày rớt cái răng á. Em à, em để nó nói cho anh nghe. Lành à, má nói để ra riêng làm chi vậy? Má nói dành cô với thằng Nhân lo đám cưới tụi bay cho rồi để kéo dài má không đi. Ây da, cái câu đó đó nha, nó mới là ăn tiền đó. Nè em, đôi chị Hiền em nói sao hả Lành? Ở đó mà xạo. Anh Nhân thấy em cũng điệu chưa? Thôi em đi hái trầu cho má nha. Ủa, Nhân mới qua chơi hả con? Dạ thưa má, con mới qua. Ừ, ngồi đi con. Dạ. Con Hiền cũng ngồi đi. Dạ. Dạ thưa má, con mới qua. Ủa, cái thằng tao nghe thưa rồi, sao mày cứ đứng thưa hoài vậy? Ờ, hôm qua con đi đâu mà má với con Hiền trông hoài không thấy con vậy? Dạ thưa má, hôm qua con mắc qua nhà ông cả đập lúa. Thành thử tới tối mịt vậy đó con mới về. Thành thử con không có qua đây được. Thành thử con tính sáng con qua sớm mà con nhớ má ho. Cái thành thử con chạy ô qua thầy thuốc á, con mới hốt cho má hai thang thuốc. Thành thử bây giờ con mới qua. Dạ thành thử thưa má con mới qua. Ôi Nhân ơi là Nhân, bữa nay con ăn trúng cái gì mà con cứ thành thử hoài vậy? Dạ tại vì con mừng quá đó, cái con cứ thành thử hoài vậy đó. Thôi con xin con không thành thử nữa. Hiền em à, em dạ. Em đem thêm thuốc này nè, em sắc cho má ba chén còn lại 8 tô nha. Em gì dữ vậy con? Dạ quên, 8 phần. Thôi hai đứa ngồi nghe má nói nè. Dạ. Hôm qua má nhờ dì Tư vô chùa, nhờ thầy lật sách coi tuổi của hai đứa bay á, nói ra duyên là tụi bay làm đám cưới là tam hợp đó. Hả? Trời ơi, ra duyên làm đám cưới hợp hả má? Con mừng quá má ơi. Hiền ơi em nghe chưa, má nói hai đứa mình tam hợp đó em. Má ơi, 2 năm nữa mới mãn tang ba mà còn tang làm đám cưới sao được má? Ừ thôi, má tính cho cưới đại cho rồi. Ba con chắc cũng hiểu hoàn cảnh của má con mình mà. Má à, hoàn cảnh gì vậy má?
hoàn cảnh nhà này má là đàn bà quá, có đứa con gái nhan sắc cũng dễ coi, nên quá nhiều cứ rình rập tính tha đi. Má, nhiều quá nào đâu mà rình rập sớt em hiền con. Má lo sợ lắm con ơi. Sợ gì má? Con ha chẳng biết thằng hướng quán gì. Sao má? Thường gắm nghe đòi cưới con hiền với lại ông hội đồng. Trời ơi, hai cha già này. Ôi, cả làng này hai lão đã nổi danh là những thằng già dịch già dê. Ông cứ tìm cách trợ gia giúp má con hoài hò. Nhưng mà em có bệnh làm gì? Cũng bởi mắc nợ nần người ta mình phải chịu làm lơ mà đau xót cắn răng. Mắc nợ thì mình ráng làm lo trả nợ. Má đừng buồn nữa nghe má. Ôi má rầu quá con ơi. Ông hội đồng cứ đánh tiếng cưới con Hiền về làm bé. Ông hứa trả nợ cho bà Bảy em gái ổng giùm mình. Cái bà Bảy tăng gô, bà là dân Sài Gòn, bà dữ như bà la sát vậy. Thôi để má qua nhà ông cả kiếm việc coi có đập lúa hay cắt cỏ gì không, để kiếm tiền chút ít trả nợ cho bà Bảy. Cũng sắp tới ngày trả tiền lời rồi đó. Thôi má đi à. Dạ con cũng đi ra bến đò liền bây giờ đó má. Hiền em à, em ở dạ. Nhà coi nhà nghe em. Nè bố, anh tính đi liền thiệt sao? Thiệt chứ, nghe má nói cái chuyện nợ nần sao anh lo quá à. Anh sợ gì, nợ cả chục ngàn chứ ít ỏi gì sao, mà anh tính đi dắt lúa trả liền được sao? Vì vậy mà anh sợ như cái ông nhạc sĩ trong cái bài hát mà hai đứa mình cùng thích đó em. Nhưng bài hát là bài hát, còn hai đứa mình yêu nhau, gia đình chấp nhận, ra duyên cưới nhau, anh còn sợ gì nữa? Biết vậy rồi mà sao trong lòng anh cứ hồi hộp quá à. Mẹ mong gá thiếp về đồng, ăn bông điên điên, dưa hường nấu canh. Hò hò hò, mình đã tính trong ngày hôn lễ sẽ rắc hoa phượng dài trên đường đám cưới để thay cho sắc pháo đỏ tươi hồng. Chẳng còn có bao lâu mình sẽ nên nghĩa vợ chồng. Anh thoáng riêng mình màu hoa phượng đỏ là sắc bao vui, hay màu máu hồng ly biệt đau thương. Anh Nhân, sau khi không anh lại nói chuyện buồn, khiến em cũng chạnh lòng buông rơi nước mắt. Đời dân nghèo cơ khổ lắm em ơi, tình yêu đẹp cũng mong manh như là sương khói. Anh nói vậy
mình nghèo, ai muốn làm gì làm sao? Ăn thua mình bền lòng chặt dạ hay không hả? Mà chắc chắn em có chặt lòng chặt dạ không nè? Sao không chắc? Nhưng mà em chỉ sợ. Sợ gì? Lòng người đàn ông sai mận tham đạo. Có đâu. Thấy lê quên lộ vẫn thường phụ dòng gây đứng đầu. Em ơi vậy thì hôm nay mình ngoéo tay thề cho chặt dạ dẫu trăm vạn phong ba cũng nguyện son sắt vẹn chung tình. Sẽ bị trời tru đất diệt nếu ai giống phụ ân tình. Ý trời đất ơi, sao anh thề giữa dằn ghê sợ quá vậy? Nếu anh có tề nào em hát chịu nổi hay sao? Anh cũng biết rằng phàm là đã thương nhau, đứa này khổ nhục đứa kia làm sao đành gia. Anh là thằng con trai sanh ra trong nghèo khó, còn em nhan sắc này sẽ giúp em chấp cánh bay cao. Chó trời đất ơi, nhìn nhận cái con chó này. Chị Dâu ơi, cái nhà ông chị Dâu. Ý chết, bà La Sát bị tăng cô tới. Anh chạy qua nhà ông cả, kêu má về giùm em đi. Em ngán bà lắm. Đi anh. Trời ơi, từ từ anh, em làm anh quýnh giò hết rồi. Anh đi nha. Chó. Dạ, thưa bà Bảy mới tới. Ôi, cái nhà gì mà kỳ cục, nghèo rớt mồng tơi mà đặt nuôi chó nữa. Rồi chị Giáo đâu rồi? Thưa bà Bảy, má cháu qua nhà ông cả. Cháu mượn người đi kêu má cháu về rồi. Dạ, mời bà Bảy ngồi. Dạ, thưa bà Bảy mới xuống chơi. Hiền. Dạ. Rót nước mời bà Bảy đi con. Ôi, ở dưới này có gì đâu mà chơi. Thì cũng đi một vòng công hai chuyện vậy mà. Sẵn rồi tôi ghé đây nè, coi chị tính sao về số nợ của tôi. Là vốn đã sao chị phải tính thế nào? Dạ, tôi có lo tiền lời mấy tháng, nhờ bà hỏi gửi lên bà Bảy giùm tôi. Ôi, có ba tháng chứ bao nhiêu đâu. Chỉ có bao nhiêu đó rồi lại im luôn à. Tôi thấy không có thêm được gì mà cắt bạc đồng xu. Nè, thấy tôi biết lo để đứng cho con mình. Rồi mấy người tính làm tới hay sao? Dạ thưa bà Bảy. Thôi, mấy người đừng có chọc tức tôi nữa. Trời đất ơi, tôi tử tế quá mà. 1,000 hả, tôi tính có 300 bạc lời à. Vậy mà cũng không chịu trả cho tôi nữa. Sao, bây giờ mấy người thấy tôi hiền quá làm tới phải không? Cớ sao 1,000, 1,300? Cớ sao 1,000, 1,300? Ai cho vay thương ai bằng tiền? Cớ sao 1,000, 1,300? Có biết cho lòng ai đã từng cạo đầu lột da ta ra ta ta? Trời đất ơi, con gì kêu vậy trời? Thằng Nhân, rể tương lai của tôi nó học hát đó mà. Ôi, nghèo sặc máu, không lo làm ăn mà đặt lo hát sướng nữa. Rồi sao giờ vụ tiền nợ tôi tính sao đây? Thưa bà Bảy, xin bà Bảy thương mẹ con cháu, cho mẹ con cháu hẹn đến mùa lúa tới. Thôi, không có hẹn hò gì hết trơn trời á. Ai hư đâu mà lên xuống lấy mấy trăm bạc lời. Nè, tại mấy người không muốn trả đó chứ. Ông hội đồng ổng nói nếu mà chị chịu cho con gái qua bệnh làm bé ổng á, thì bao nhiêu tiền ổng cũng trả hết chứ đừng có nói bao nhiêu đó. Ý đâu có được, cắt cổ cho vài chăng vừa sao. Lại tính mai dòng đê hai đời, gái đầu lẻ mọn cho và dịp vật, miệng thì đám mô giao đầy một bồ. Ai đó gì, cái thằng dịch vật. Tôi dịch vật, còn bà thì vật dịch. Bà Bảy ơi, bà hãy thương, xin đừng để lòng mà dân hơn. Ê, cái thằng ông Hoàng Đình Lệ, mày ngoái cái lỗ tai mày nghe tao nói cho rõ nè. Khi mà bà Giáo mượn tiền tao để mà chôn cất gia tụi bay đó hả? Lời dốt thế nào tao đi nói trước rồi. Thuận thì mua, vừa thì bán, chứ tao không ép uổng ai hết trơn á. Rồi bây giờ tụi bay tính nói ngược để mà giật tiền tao đó hả? Ê, tính ăn cướp hả? Anh Nhân, xin lỗi bà Bảy đi anh. Dạ, con xin lỗi bà Bảy. Gia đình con tuy nghèo, nhưng giấy rách vẫn giữ lấy lề. Có tiền là lo trả nợ ngay. Sao bà Bảy cho tụi này là quân ăn cướp? Bà Bảy,
Bà Bảy ơi, hay tiếng ăn cút đó, bà Bảy nên dành cho những hạng người ăn nói nhân nghĩa đội lốt từ bi. Rình quán nán của người ta mà bắt bè, bọn giết nước mắt mồ hôi hút xương não tùy. Đó mới chính là những kẻ cướp vô lương tâm. Được rồi, để tao xuống làng tao thưa, rồi tao kêu ông hỏi qua đây thử coi tụi bay tính sao cho biết. Bà Bảy, bà ơi, con lại bà. Tại anh nhân quê mùa nóng này, chứ ơn của bà Bảy mẹ con làm sao có thể quên ơn. Nếu ngày ba con lìa bờ dương trần, bà Bảy không thương cho vai tiền chôn cất. Hồn ba con chôn suối vàng chắc nhắm mắt không yên. Nói vậy nghe phải không? Nhưng phải trả sói đầu. Bà Bảy ơi, bà đã ra ơn, xin làm ơn cho trước một lần. Cho mẹ con tôi lo liệu nợ nần. Nợ chung chồng chung cha làm sao mẹ con tôi quên được. Thề có đất trời chứng chi lòng dạ của mẹ con tôi, tại hoàn cảnh dẫu phải trả thân làm tôi mồi cho bà, để trả nợ cho sống con cũng chẳng chút phiền hà. Mặt cũng dễ thương ghê ha, đẹp à nha. Nè cháu ơi, cháu biết không, chắc kiếp trước bà mắc nợ cháu đó, rồi tự nhiên cái đang giận, giận thiệt á, giận quá sức là giận đi. Mà nghe cháu năn nỉ một cái, trời ơi, cục giận nó chạy xuống cái ổ, cái nó nằm im re. Hết giận rồi. Này chị giáo à, bây giờ dạ, tôi tính với chị như vậy nha không? Sao? Bây giờ chị để nó lên Sài Gòn ở đợi cho tôi đi. Chừng 6 tháng à, rồi cái tự hết nợ tôi cho nó gì à? Nè chị giáo, tôi nói chị nghe, đó cháu nó đi độ vài tháng rồi nó về chứ bộ đi luôn sao mà sợ. Tôi e mà khi nó quen nước quen cái rồi chị kêu nó không có chịu về đâu. Thôi hai mẹ con suy nghĩ kỹ đi nha, tôi đi chút tôi trở lại nha. Má, má ơi, con của má, con ơi má nghĩ tuổi thân con phải chi ba con còn sống thì má sẽ chẳng cần suy nghĩ biệt thân. Thà nghèo khó sao cháu có nhau, còn hơn phải chia tay để con đi làm tôi tớ cho. Con thấy dường như trời không biết thương người, trời đất dạy ai ở ác rồi gặp ác, kẻ ăn ở nghiền lành sẽ gặp cảnh nghiền. Mẹ con mình suốt đời ở hiền cứ gặp tai ương, chồng cha chết không tiền lo chôn cất, và nợ nần chồng chất bán thân mẹ cha cũng không sống.
còn thêm lũ dê già làm khổ thân con má. Thôi, má cho con đi làm cho bà Bảy đi nha má. Má đau lòng lắm con, má không ghét con, nhưng con muốn đi thì hỏi thằng Nhân một tí. Anh Nhân, em đi làm trả nợ cho má và tránh tai nạn kia già, để giữ tình yêu của hai đứa mình. Anh đừng giận em nha anh. Không, anh không giận em đâu. Anh chỉ giận mình là thằng con trai không sự nghiệp, để cho người vợ hứa hôn phải ra đi mà trả nợ tôi đòi. Mấy con dê cụ ở đây kẻ nắm trong tay quyền lực như trời. Anh đau khổ yêu em bằng đôi tay bất lực, tôi nhục trăm phần khi để em đi hầu hạ người ta. Tôi cũng đành chúng ta phải tạm chia xa, mong sau thời gian không làm phai lòng son sắt. Ở chốn phồn quá mong em đừng quên tình quê mong nhớ. Anh hứa lo liệu việc nhà già săn sóc má thay em. Chị má sao Nhân buồn vậy? Sao chị Hiền khóc? Còn má sửa soạn đồ đạc cho ai? Đi đâu vậy má? Chị Hiền con đi Sài Gòn con à. Ủa, sao chị Hiền lên Sài Gòn chi gấp vậy? Con không chịu đâu, con không chịu đâu. Lành ơi, em đừng khóc. Chị sẽ đi chừng ít tháng chị về. Em ở nhà, đừng gian nắng, đừng bỏ má một mình hiu quạnh nghe em. Người ta tới đây đòi bắt má, bắt em, nếu chị không chịu đi làm trả nợ. Ở nhà em phải biết nghe lời anh nhớ nghe má. Đừng ham chơi bỏ học, chỉ nghe được chị buồn. Má, sao bao nhiêu bài vở học của nhà trường dạy phải thương người nghèo? Sao mình nghèo mà không ai thương hết? Họ lại bắt mẹ xa con, em xa chị. Còn con và anh nhớ thương nhau, họ cũng bắt phải xa lìa. Thôi Lành à, con chạy lại tiệm mua ít chai dầu cho chị con đem theo. Đi đi, đừng khóc nữa. Má, chị em. Đi đi con. Thôi, hai đứa con đừng buồn. Sông có khúc, người có lúc. Vợ chồng phải tính chuyện lâu dài con à. 6 tháng con là bao. Mà không chừng nó đi vậy là hay á. Thôi, hai đứa ở đó mà dặn dò từ giã nhau nghe không? Má vô xếp thêm ít quần áo cho nó đi đường. Má đi vô đi. Anh Nhân, anh đừng buồn nữa. Anh cũng biết là có bao giờ em muốn xa má, xa anh đâu. Anh biết, nhưng anh chỉ lo Sài Gòn là nơi đô hội phồn hoa, có rất nhiều cạm bẫy đang chờ em. Anh đừng nói vậy, em khổ lắm. Chuyện nhà em giao cho anh, anh ráng săn sóc má, lo lắng cho thằng Lành giùm em. Em yên tâm, ngày mai anh sẽ dọn qua đây ở luôn với gia đình. Em à, dạ. Anh gửi cho em cánh phượng hồng, để em nhớ là anh đếm từng ngày mong đợi em về. Vâng, em nhớ. Có thuyền mới hiểu biển mênh mông dương nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu.
gặp nhau lòng thuyền đau rạng dơ. Nếu tự giá thuyền rồi biển chỉ còn sóng gió. Nếu phải cách xa em anh chỉ còn thương nhớ. Nếu phải cách xa anh em chỉ còn bao tối. Hiền ơi ai nỡ đem đau thương nhộm đỏ cánh phượng hồng sầu ly biệt. Nước mắt tuôn rơi đọng trên cánh hoa thương nhớ lấp lánh dường như trong lệ máu pha hồng. Sáu tháng xa xôi mong rằng đôi ta đừng cách mặt xa lòng. Em đi một nửa hồn em chứ, một nửa hồn anh cũng dài khờ. Ai đã đi mà không từng bình rình, rồi yêu thương nào đã mấy ai vui. Lệ sương vết lúa căng tơ cho anh chép nốt bài thơ ly tình. Anh Nhơn, anh hãy tin em, không có gì lái chuyển nỗi tình của đôi ta. Anh tin, anh phải ráng mà tin như vậy. Anh ơi, cánh phượng máu này anh đã tặng em sẽ ép cu màu máu đỏ sẽ thành tím bầm đau khổ. Em giữ nó mãi bên mình để tưởng nhớ như là anh luôn ở bên em. Nhưng anh chỉ sợ lo Sài Gòn vì những ánh đèn đêm quyến rũ lắm, nhưng cũng đau thương mờ mịt. Em thề dưới lòng sẽ giữ trọn lời kết ước, sau tháng nợ trả xong em nhất định sẽ quay về. Tôi lại đi giữa trời thương nhớ, màu hoa thắm dâng thắm trong tôi. Chiều thu sang không qua lối xưa, để nhìn trời gió mưa xác hoa hồng mênh mông. Sao đây, bây giờ tính chưa, quyết định chưa? Quyết định 6 tháng thì làm trả nợ hay là lo trả nợ được bây giờ? Dạ thưa bà, tôi cho con Hiền theo hầu hạ bà Bảy vài tháng trừ nợ rồi về. Xin bà Bảy thương nó như con của tôi nó còn khờ dại lắm. Thôi, chị đừng có lo gì hết trơn hết trời á. Tôi sẽ coi nó như là con ruột của tôi vậy đó. Đây nè, vài tháng thì chị coi nha. Tôi sắm sửa nó đẹp như là mấy bà đầm vậy á. Sợ chị nhìn nó ra chứ. Mà thôi đi, đừng có khóc lóc kể lể chảy rồi đi. Thưa má, con đi. Ừ, con đi. Em đi nghe anh. Ừ, Hiền ơi, em nhớ biên thơ về cho anh nghe em. Chị đi nghe lành. Chị ơi, má. Má ơi, chị ơi, đi bỏ con rồi má ơi. Tư Cao, mọi chuyện sắp đặt xong hết chưa? Thưa anh hai, xong cả rồi. Oh, hello Mr. Dương, mời ông ngồi. Oh, chào hai hổ, chào Tư Cao. An ninh chứ? An ninh 100%, chúng ta tha hồ mà bàn bạc. Quả thật là danh bất hư truyền, ông đến thật là đúng giờ. Sớm 2 phút, nghề buôn lậu của chúng ta phải sử dụng thời khắc đúng biên. Sai một ly là đi nhà đá mà. Mỗi phút của chúng ta được tính bằng đô la, bằng vàng nén, đâu có phung phí được. Hiền đâu? Dạ. Nước uống. Dạ. Bu tôi ra. Làm gì mà dữ vậy? Ông đây giỡn có một chút xíu mà lì la. Vô đi. Đó qua đồng lộn, tôi chịu lắm đấy.
Dạ nó còn nhát đèn lắm đó ông ơi. Nhát đèn à? E lệ vậy mới đã chứ. Ngọc trong đá. Tư Cao. Dạ. Ông Dương đã chịu, tôi giao cho chú huấn luyện cho nó vô vòng nghe chưa? Dạ. Hễ ông Dương muốn á là trời muốn đó nghe. Bây giờ chúng tôi có sắp xếp sẵn cho ông hưởng thú nhất dạ đế vương với một nhan sắc đỏ ngà tứ đại mỹ nhân, chịu không? Ai vậy? Thu Bích Phượng. Phượng à. Dạ. Tuấn Anh Hai kêu nè em. Dạ xin mời ông Dương cùng mỹ nhân Bích Phượng đi nhà hàng rồi du hí suốt đêm nay. Sao được không? Hiền à. Dạ. Dạ dì Dượng kêu con. À, nè Hiền nè, dì với Dượng có công chuyện phải đi cấp liền bây giờ. Ở nhà ráng coi chừng cửa nẻo kỹ lưỡng nha con. Dạ. Em Hiền. Anh Bê, anh làm gì vậy? Làm đệ tử anh Hai. Thôi đi anh ơi. Thôi, thôi cũng chưa có được đâu. Chừng nào em chịu ưng anh thì mới thôi. Buông tay chưa? Anh làm cái gì kì vậy? La lên bây giờ à? La súng nè. Em mà la đi, anh tỉa liền. Nói cho em biết. Súng anh để trên bàn nè. Lại đây với anh. Lại đây với anh. Anh đứng lại. Bước tới tôi bắn à? Dám không? Em mà dám bắn là anh cũng dám chết à? Lại. Lại đây, không đứng. Hiền lại đây với anh. Đứng lại. À. Trời ơi. Máu. Trời ơi, chết tôi rồi. Hiền, em bắn anh. Em bắn anh. Anh chết. Trời ơi, anh Bi. Anh Bi ơi. Cái gì đó, cái gì đó? Ai làm nổ súng đó? Trời ơi, thằng Bi. Thằng Bi nó chết rồi. Cô Hiền, cô giết người sao? Không, không, em không có ý. Cô phải gọi cảnh sát mới được. Để thì liên lụy cả đám. Cứu lại cậu. Cậu làm ơn tìm cách cứu con. Cứu gia đình con cậu ơi. Ơn của cậu con xin ghi nhớ suốt đời con. Dễ thôi. Muốn tôi cứu, cô phải biết nghe lời. Dạ. Con xin làm tôi mồi để trả ơn. Lại cậu. Hiền à, tôi đâu có giả tâm để cho cô làm tôi mỏi, tôi thấy sao đành. Hiền à, bây giờ tôi muốn cô phải nhận làm vợ của tôi. Không, không. Không dám cậu. Tôi không thể phụ tình. Cậu Tư, cậu đừng buộc vậy. Cậu Tư ơi. Cô không chịu phải không? Tôi đi báo cảnh sát bây giờ. Đừng, đừng, cậu Tư ơi. Con. Sao? Con. Báo cảnh sát phải không? Con. Sao? Con chịu. Con chịu. Có vậy chứ. Thôi nín đi người vợ yêu quý của anh. Con mồ câu dễ thương của anh. Nè bây giờ anh nói em nghe nè. Em lau sạch nước mắt rồi giả bộ đi chợ. Ở nhà anh thu xếp cái thay thằng chó chết này xong rồi anh ra anh rước em về. Em ráng bình tĩnh đừng có khóc. Nhớ chờ anh nửa tiếng ở chợ trái cây là anh ra anh rước em về ngay. Nghe không? Trời ơi. Dễ thương như vậy mới được chứ. Mơ ơi, làm sao con dám nhìn mặt má? Anh Nhân, em phụ anh rồi. Trời đất ơi, ở tù không lo phụ cái gì không biết nữa. Nè, nhớ là anh dặn chưa? Đi đi. Đi đi nha. Ê. Ê, nó đi rồi. Cái thằng quỷ sứ. Chết mà sao cứ cà giật hoài cho mày. Rồi nó thấy thì sao? Trời ơi, ổ kiến lửa. Chết mà nằm ngay ổ kiến lửa. Nó cắn đào thấy mẹ. Không giật giật sao được. Nè,
Rồi đó, giao tiền với cha nội. Nè, tiền nè, rồi biến khỏi Sài Gòn lập tức. Tao mà còn thấy cái mặt mày léo hánh ở đây, tao cắt họng mày đó mày nghe chứ mày. Ồ, 30 ngàn, 30 ngàn đủ xài một năm. Mình đi chơi xa cho khỏe, ngu dại gì ở đây. Ê, sao có 15 ngàn vậy nè? Anh Tư. Mẹ nó. Bày đời vui dập cẳng quá chinh, cẳng ngã thầy xa để phụ tình. Không thật nguyện mà giờ đang đói lắm bà con ơi. Trời ơi, cha mẹ ơi, thằng B, ai cho thằng B vô vậy? Cuộc đời tôi người ta biểu phải chết đi để người ta cho tôi 30 ngàn đồng. Mà khi chết rồi thì 30 chỉ còn có 15. Trời ơi, là bê, mày vô đây rồi rủi gặp con Hiền rồi làm sao? Tôi rình tôi thấy cổ đi rồi tôi mới vô nè. Nhưng mà rủi gặp hả tôi cho bể luôn. Trời đất, tôi gặp cái tình cảnh đói khác này là cũng tại mấy người mà. Tại sao tại? Tao gửi mày ở với anh hội đồng với quê làm sao đói được? Sao không đói? Ông kẹo còn hơn là mạch nha nữa. Cơm thì lường cho ăn mỗi ngày 2 chén. Còn làm công việc thì cũng lường, lường tối tăm mặt mũi. Thôi thôi được rồi, bây giờ mày về á, mày ở dưới thêm một thời gian nữa đi, rồi tao lo cho mày đi ở chỗ khác. Thôi tôi về dưới hết được rồi. Sao vậy? Thì tôi mới nện cho ông một trận rồi tôi chạy lên đây nè. Trời, trời đất ơi là trời. Sao mày dám đánh ông? Ai biểu vào mà ác chi. Mỗi lần tôi về ông cứ khai ông hỏi hoài. Ông hỏi mày sao? Ông hỏi cô Hiền ở trên này làm cái gì. Rồi mày trả lời sao? Tôi mới nói cô Hiền á, cổ đã bị anh Tư Cao ảnh đớp, rồi anh đánh bóng láng vô cùng. Cô đi làm vũ nữ với bán bà. Trời trời ơi, sao mày lại đem khai tùm lum? Thì tại ông hỏi tôi mới nói. Rồi ông tính sao hả? Ông nghe rồi ông chửi con bãi tăng cô, rồi ông nổi giận chạy qua nhà cô Hiền. Ông chạy qua bển chi vậy mày? Ông chạy qua ông đứng trước nhà ông la lớn lên cho cả xóm người ta nghe. Ông nói tưởng má cô Hiền kén chọn gì không cho con đi làm bé, lại cho con đi lên Sài Gòn làm tiếp. Trời đất ơi, dịch vật mày xong chỉ vào mặt tao mày. Rồi sao nữa mày? Rồi sao hả? Bà già đang đau, nghe nói vậy bà ngã ra bà chết. Trời ơi, bà chết rồi, bà chết rồi sao? Không, bà chưa chết. Mô phận. Bà chỉ ngã ra chết chết. Thằng Nhân nó thấy nóng lòng, mắc cỡ cùng lôi xóm. Nó nhảy lại nó tán ông liền, rồi đưa bà đi nhà thương. Ông giận ông đốt nhà người ta. Rồi nhà có cháy không? Nhà tranh mà châm lửa ngọn là nó cháy tiêu cháy sạch. Tội nghiệp cho thằng Nhân nó cứu em, hai con mắt nó mù luôn. Trời ơi. Chị kêu trời làm gì? Chị cũng A Tòng chứ chị có tốt gì đâu mà chị kêu trời thương hại. Tôi nè, tôi cũng bất nhẫn, tôi lớn tiếng, tôi la lên, tôi tố cáo. Nhưng nào ngờ đồng tiền của ông mạnh, ông biến tội lỗi của ông thành tội lỗi của tôi.
một thằng vô nghề nghiệp chẳng gia cư. Cũng may là tôi nhanh chân, tôi giọt không thì đã nát xương. Tôi giận ông căm gan. Trước khi ra đi tôi rình ông ta, tôi nện một trận nên thân tôi mới trốn lên này. Trời ơi, như vậy là mày hại tao rồi. Rồi bây giờ mày tính nằm giả ở đây sao? Mày mau kiếm chỗ mà lánh mặt đi. Còn tay còn chân muốn sống phải ráng mà cài bừa. Tao còn thấy mặt mày là tao dứt liền đó nghe mày. Vậy lấy 5,000 đồng đi xe mà sống tạm. Mấy người trở mặt mau ghê. Tiền có mấy người tôi không có lấy đâu. Đừng có ỷ thế ăn hiếp tôi. Tôi không có sợ mấy người đâu. Vĩnh biệt. Nè, tao cần mày đi biệt luôn. Tao mà thấy mặt mày á, tao tao cắt cổ đó nha. Kìa, Phượng. Chuyện này thiệt là hú hồn hú vía. Nếu không có con Hiền hả, thì bóng luôn, còn ở tù cả đám nữa. Phải chết như không vậy. Sao, bị trận hả? Còn gì nữa, bị cớm trận lại, em kể như là chết chắc rồi. Anh nghĩ coi, hàng họ đang ở trên xe, chị Hiền mới nói nhỏ với mọi người là ngồi yên nó đi. Rồi chỉ tay cầm gói hàng vừa bước xuống xe. Hay một cái á, là chỉ cầm gói hàng đứng nói chuyện tỉnh bơ à. Mặt chị cứ lạnh như tiền. Vậy mà ăn tiền chứ. Tụi nó cho đi luôn à. Thôi như vậy là cũng mừng rồi đó. Bây giờ em nghỉ đi nghe. Rồi lo tiếp ông Dương nha. Thôi, lần này về em muốn gặp anh và anh Tử Cao để xin nói lời từ biệt. Ủa, sao vậy em? Vì em đã ngao ngán kiếp sống lông đồng nên đã quyết tâm và từ cuộc đời sương gió giang hồ. Vậy còn tình yêu của em với Tư Cao? Chúng em đang sống đời vỡ tạm trong hờ. Trong cuộc sống cái mã đẹp trai anh cần thiết, nên anh có trọn lòng giữ vẹn chứ thủy chung. Anh từng nói yêu em và dệt mộng vợ chồng, rồi với chị Hiền anh cũng cốt tình chồng vợ. Em đã hiểu rồi, những thằng đàn ông tốt mà thường nát rã lương tri, ngọt môi mà lạc lẽo ân tình. À, nói vậy là em ghen với Hiền à. Em phải biết nó với em, khác nó với Hiền chứ. Không, trước kia là em, bây giờ là Hiền có khác gì đâu. Em và Hiền là bạn cùng hội cùng thuyền, thương chị không hết, sao em lại ghen? Vậy sao em tính bỏ đi? định tố cáo bọn anh hả? Không, em chưa hiểu là sống trong cảnh này mà đi tố cáo là tự hủy diệt. Nhưng nói cho anh biết, những kẻ cầm quyền đều dùng quyền lực để mà mưu tư lợi. Em đâu tin họ mà đi tố cáo các anh. Thật tình, nhập bọn là em chỉ tưởng sẽ tin tình nghĩa của những người sống ngoài dòng pháp luật. Nhưng sự thật chán chường làm em chán ngắt. Em thấy đâu đâu nhân nghĩa đều được tính bằng tiền. Lần này ra đi, em tự tìm cách diệt quan thiên. Như kẻ đang ngã vào bùn phải có nước sông rửa sạch. Từ giả em đi là em không hề sợ chết. Ai giết chết em là cứu rỗi đời em. Chào anh và vĩnh biệt. Kìa, Phượng, Phượng, Phượng. Em lớn lên trong tình thương của chị, sáng sớm Phương đòi, chiều sẽ Phương đông. Như bóng mát chỉ che em mưa nắng, như bóng dừa làm dịu mát dòng sông. Thương bồ kết nhà thôn hoài nỗi nhớ, tóc chỉ bay trong gió lòng đường khuya.
số bánh cuối ngày chưa bán hết, lại phải nhận con khi rổ bánh mang về. Hiền, Hiền, em chạy đi đâu đó? Lên tiếp ông Dương, mau đi. Không, không, anh Tư, tôi bằng lòng tiếp ông Dương. Nhưng em xin anh, cho em mời anh mù hát dạo dạo hát cho em nghe. Rồi em sẽ tiếp ông Dương một cách đặc biệt. Thằng mù hát dạo đừng vô đây, đi đi, không ta đập chết bây giờ. Đi, đi không? Anh Sáu Rô, đừng đuổi người ta mà. Anh Tư, em xin anh mà. Được rồi, anh sẽ chiều em một lần. Sáu Rô, cho mời anh mù hát dạo vô hát cho vợ tao nghe. Đi dạ. Còn em, anh lên lầu cầm khách đợi em đó, nghe chưa? Thưa bà chủ, có phải bà kêu tôi vào hát cho bà nghe? Vâng, anh ngồi xuống đây đi. Dạ, cảm ơn bà. Dạ thưa bà muốn nghe tôi hát bài gì? Không, tôi nói trước, sợ lát nữa tôi không nói được. Tôi muốn được cùng hát với anh một bài rồi anh sẽ kể tôi nghe tại sao anh mù, được không? Dạ, dạ được. À, tôi hát trước, chỗ nào tôi quên anh hát tiếp nha. Dạ, bà hát đi. Sự đời tôi với một nỗi niềm lặng căm đau đớn, tôi có người yêu dịu hiền nơi quê cũ, vì hiếu thân nên ai đưa chúng tôi về gạt lại chia tay cho nàng đẹp thân ở mương. Mà trời nợ chúng tôi hẹn sáu tháng chờ nhau sum họp, nào ngờ đâu bão tố cuồng phong đưa đến, ngày chia tay lại là ngày chúng tôi vĩnh biệt nhau. Rồi ở lại quê xưa tôi thay nàng chăm lo em dài mẹ già, nhưng tại sao anh mù, tôi không biết. Bọn cường hào ác bá nó thù hận, nó đốt nhà tôi, tôi xông vào lửa đỏ cứu em dài mẹ già. Cây sạn ngang rơi trúng mặt làm mù đôi mắt. Bà có ghê tóm khi nhìn những vết phỏng trên thân, tôi đã trở thành một người mù đuôi tâm tối.
tàn phế như vậy chỉ vì muốn cứu mạng mẹ con của người ta sao? Vì à, dường như bà đã khóc hay tâm sự của tôi khiến cho bà cảm thấy chẳng vừa lòng chăng? Không không, chính tôi mới là người không xứng đáng với tấm lòng cao thượng của anh. Nhưng vì sao anh lưu lạc ở Sài Gòn này vậy? Bà ơi, ra khỏi nhà thương không nơi nương tựa, mẹ con tôi dắt díu lên Sài Gòn kiếm sống và tìm lại người xưa. Nhưng đã hết rồi tan vỡ giấc mộng thơ, giờ người ta đã giàu sang thay chồng đôi vợ. Đô thị xa quá biến người ta thành vô tình bất hiếu, quên mất quê, quên vợ, quên chồng. Trời ơi, anh ơi, mà thôi, đây là nơi không thể ở lâu, nguy hiểm lắm. Anh cầm 8 số tiền này về nuôi mẹ, nuôi em đi. Nếu tôi muốn gặp anh, tôi phải tới đâu? Dạ, bà đến dạ cầu ông lãnh, hỏi thăm mẹ con anh mù hát dạo, người ta sẽ chỉ cho bà. Tôi chào bà. Anh hãy cầm 8 số tiền này, đi đi anh. Dạ, tôi xin cảm ơn bà nhiều lắm. Qua phường rơi đón mùa thu tới, màu lưu luyến nhớ quá thu ơi. Ngàn phường rơi bay dương tóc tôi, nhớ chẳng màu pháo vui sáng qua hồng mơn mông. Anh Nhân, anh đâu hiểu tại sao em thành người giống phụ. Má ơi, lành ơi, anh Nhân ơi, em chết cũng đành lòng. Anh Nhân, trước mặt anh em không dám biện phân, khi mỗi lỡ lầm đều đổ thừa cho hoàn cảnh. Em mang tơ lụa kiêu sa hay mang niềm bất hạnh, và cuộc đời em đang như trong tù ngục không cầm. Thằng mù nó đâu rồi? Nó hắt dở, tôi đuổi nó đi rồi. Thôi, lên lầu tiếp khách đi. Anh Tư, tôi lại anh mà. Anh cho đứa khác tiếp ông Dương đêm nay giùm em đi. Em nhức đầu quá, không tâm trí đâu để mà tiếp khách được. Khốn nạn, sao mày cứ làm màu dở chứng hoài vậy? Tao đánh tao còn biết mệt mà tại sao mày không biết đau chứ? Mày nên nhớ, mày cũng chỉ là một con điếm chứ đâu phải bà hoàng bà chúa đâu mà làm kiêu làm cách. Đứng dậy, chỗ làm ăn bạc triệu của người ta làm hư chuyện hết. Đi, đi lên mau, đi. Không, tôi không đi. Tôi không đi. Hiền. Trời ơi, má. Anh Tư, anh cho tôi nói chuyện với má tôi. Anh mà bức bách tôi quá, tôi cắn lưỡi tôi chết cho anh coi. Được rồi, tao lên trước, tao đợi. Má. Má ơi, má hãy tha tội cho con. Đừng. Mày đừng gọi tao bằng má. Con lại má. Má ơi, má hãy cho con nói. Mày khỏi nói. Tao chỉ có đứa con gái, khi nó phải rời quê cũ ra đi ở mướn trả nợ chung cha. Hơn một năm nay đã bập vô âm tin. Mà trời ơi, tao mới vừa hay tin nó đã chết từ khi nó bước chân rời khỏi gia đình. Tao đâu có đứa con không biết kể chi danh dự với thâm tình. Nó đem son phấn tô môi thoa mặt, hay là đem vôi mực để tô nét lòng da bạc đen. Nó đi rồi tao đếm từng ngày, tao khóc từng đêm. Thương thân con phải trái thân làm tôi mỏi. Nào ngờ đứng đây nãy giờ tao nghe rất rõ, con tao đã chết đi vì cái nghề sướng vô giang hồ. Trời ơi, quá con lắm má ơi. Má thương con rồi sao má? Con lại má. Mày không phải là con tao, mày đừng kêu tao bằng má. Má, buông tao ra, đừng liêu áo rách áo tao. Kìa má, nãy giờ má đi đâu? Anh Nhân biểu con đi tìm má nè. Em lần chị hai. Lần.
đừng khóc, chị hai con đã chết rồi. Chị hai ơi, chị đi ở nhà má và anh Nhân, em bị ông hội đồng ăn hiếp. Ông đốt nhà, anh Nhân bị mù, chị biết không? Chị biết, chị khổ lắm, chị tệ lắm em ơi. Lành, con đừng đứng gần người ta mà làm dơ bẩn người ta. Má đâu có hiểu gì sao con dơ bẩn. Nhìn má nhìn em mà con nghẹn tiếng phân cần. Thôi, má con mình về đi Lành. Còn mày, mày đừng níu kéo, đừng làm nhục tao dòng họ. Còn chút lương tâm đừng bao giờ cho tao thấy mặt. Đời tao tuy nghèo nhưng không có đứa con hư. Má, buông tay tao ra, Lành, về con. Má, má. Hiền, mày định đi đâu? Buông tôi ra, buông tôi ra, để tôi theo giữ má tôi lại. Sẽ làm đám cưới và sát pháo là những cánh phượng rắc đường hạnh phúc đỏ tươi hồng. Mắt em sẽ chia ánh sáng cho anh bằng tình nghĩa vợ chồng. Anh như người chân em chạy tới nhà thương thăm. Sao tiếng ân tình của anh trong gió cứ vang vang.
Hiền ơi, người ta bảo rằng em phụ khó bởi tham sang. Anh đuôi tôi biết đâu đây cũng là hạnh phúc. Anh sẽ không thật nhìn thấy em tôn phấn son đen bạc, mà trong tôi tâm anh nhìn em nguyên hình dáng người bạn chung tình. Trời ơi, lời anh giang trong chùa sao mà đau đớn như vậy. Em tan lòng nát dạ và xấu hổ quá anh ơi. Trời ơi, ai hiểu được tâm tình cô gái nghèo giản đơn, mất lại mang nỗi sầu giống phụ bởi âm mưu. Làm sao giữa dòng xe cộ ngược xuôi, cô gái trẻ hơn hạ chạy vào nhà thương thăm mẹ. Mây tóc xòa tung bay trong gió bụi mà bão giông tơi tả ở trong lòng. Ai xui em gửi đời son phân, căng nát thời xưa để phụ tình. Sắc sơ cánh hoa vừa hé nụ, phượng hồng tiên thắm thẹn ân tình. Cô Hiền à, anh Bi, trời ơi, anh là người hay hồn ma bóng quỷ? Không, cô Hiền ơi, tôi không phải là hồn ma bóng quỷ, mà tôi vẫn là người bằng xương bằng thịt. Và chính tôi là thằng bê tội lỗi đang quỳ dưới chân cô. Cô gái ngoan hiền tha tội giết đời xuân. Rõ ràng tôi nghe súng nổ và thấy anh ngã xuống chết tươi. Súng là súng thiệt cô ơi, còn đạn là đạn giả không đầu, để lừa cho cô vào vòng cho cô phạm tội. Đã lỡ rồi cô phải chịu tuân xuôi theo ý của họ làm. Trời ơi, pháp súng giả mà giết chứ thật đời tôi. Hậu quả giết làm khốn nạn của tôi, tôi không lường được bởi quá ham tiền. Với tội ác tôi là tên đồng loa, xin cô thẳng tay trừng phạt. Tôi không ân hận bao giờ. Anh đi đi, trời ơi, tôi thật không ngờ. Má ơi, người ta lường gạt cho con trở thành mất thư thần. Cô Hiền, bây giờ cô tính đi đâu vậy? Tôi phải lại nhà thương thăm má tôi. Bọn nó hay tin cô trốn thoát, thế nào chúng cũng đuổi theo. Tôi sẽ đi theo giúp cô. Không, thì kệ tôi. Anh đừng theo tôi nữa. Đừng theo tôi nữa. Cô Hiền, cô Hiền. Má ơi, má, má ơi, má. Con là Hiền đây. Con trốn thoát tụi nó, con về với má đi. Má ơi, má, má ơi. Kìa, ông y tá, ông thấy má tôi đâu không? Xin cô ráng bình tĩnh, bà cụ vừa mới mất cách đây chưa đầy một tiếng đồng hồ. Yeah!
hồn của ma chắc còn lẫn quẩn đâu đây. Xin má nghe con để con được giải quan, để hồn má ra đi cũng được ngắm cười. Con không hề cố ý xa đọa thân tâm, mà chẳng qua con bị gạt lừa nên đời con đành quen lắm buồn. Sao? Bỏ khách khứa một nhà để vô đây ôm gối giường mà thương mà khóc. Đi về đi em. Không, tôi không về đâu hết. Má tôi chết, cuộc đời của tôi đã chết. Tôi không về. Các người hãy đi đi. Hãy đi đi. Tư Cao. Dạ. Chú đưa em Hiền về. Dạ. Hiền, bây giờ mày tính sao? Mày về hay là mày muốn tao giết chết mày tại đây hả? Hiền à, em nên biết điều một chút, em nên có chút khôn ngoan, mà đừng chọc chú Tư Cao hờn giận. Thôi đi về đi em, đừng để chú chị mà hết ăn cơm đó em à. Buông tao ra, hãy để cho tao đi, đừng kéo lôi lộn xộn. Này, thôi thì chú Tư mày buông ra, để cho em Hiền nó tự mà đi. Tao đi đây, nhưng mà tao không về nhà của tuổi bay. À, mày không chịu về nhà, vậy thì mày tính đi đâu chứ? Tao vô bốt cảnh sát để tao trình bày sự thật. Tụi bay là lũ buôn lậu buôn người, một lũ giả mang. À, ấy lột lưỡi mày, mà nay mày đòi tố cáo bọn tao chứ. Mày tố cáo tụi này mà mày có tố cáo cái tội sát nhân của mày không? Xưa quá Tư Cao à, tao biết rõ rồi. Phát xuống giá hại đời tao, thằng bê chết giả như cuộc đời tao nát tan chết thật. Thấy tao chết đời mà tao vô cần đã chết bỏ con. Tao thù hận tuổi bay, sẽ không tha tuổi bay quân khốn nào. À, ai nói cho mày nghe mà lại mày sanh tâm phản bội? Luật giang hồ sẽ không tha, đứa nào phản bội là phải khử ngay. Tư Cao. Dạ. Hiền. Tư Cao, đứng lại. Súng tao có đạn thiệt đó, bước tới tao bắn. Còn khốn kiếp, còn khốn kiếp. Tao bắn. À, chết tôi rồi anh hai. Trời đất ơi, Hiền, sao mày dám bắn Tư Cao? Mày phải chết. À, cô Hiền. Hai hổ. À, bê. Thì à, mày đã nói cho con Hiền à... Anh B, anh B, trời ơi, anh có sao không? Cô Hiền, cô hãy đưa súng cho tôi cầm, kẻo tôi chết mất. Anh B, anh B, tại sao anh lại xông ra đỡ đạn của hai hộ bắn tôi? Tại sao vậy anh? Cô Hiền ơi, mặc dù cô tha thứ nhưng chính tòa án lương tâm đã phán lệnh cho tôi phải biết đem mình ra chuộc tội. Dẫu cô hiểu tôi không phải là chánh phạm nhưng lời phán xét của lương tri bảo tôi phải dám hy sinh cho xứng đáng một con người. Lát nữa cảnh sát tới đây, cô cứ cay tôi bắn họ vì quốc thần căm thù. Rồi cô hãy cùng chồng cùng em đưa linh cữu của mẹ về quê lo việc tống chung. Tôi đã tòng hại đời cô tan nát một lần,
xin cô ơi tha tội cho tôi trước giờ vĩnh biệt. Hãy sống với tình xưa cho tôi yên lòng nhắm mắt, hồn tôi mới yên vui khi cô hạnh phúc bên chồng. Chúng tôi là cảnh sát. Ai giết hai người này? Chính tôi đã giết chết hai người này. Chúng tôi thanh toán lẫn nhau vì thù hận cá nhân riêng. Anh Bê, cô Hiền, Vinh, Biệt. Anh Bê, trời ơi anh đã chết. Anh Bê ơi, sao anh chết sớm không kịp cho em được cùng anh hết quang khiên của đời em. Mai buồn em mà chết không đợi nhìn thấy mặt em. Còn anh nghe cũng khinh em, sẽ không bao giờ chấp nhận. Nghe lời anh nhưng khó mà yên phận. Cuộc đời em đã chết từ lâu rồi. Tôi đứng đây cô đơn giữa ba xác người. Tôi phải làm sao đây? Hay là tôi tự sát? Mà lành nơi tôi đã hết, mặt mũi nào đâu tôi sống được ở trên đời. Cuộc đời của tôi nay đã mất hết tất cả rồi. Con quỳ lại má, lại anh nhớ, Vinh biết. Hiền ơi, anh đến tìm em để trao kim canh phường. Từ ngày em đi đã héo khô, để nhắc em rằng chớ phụ quê phụ qua cô thủy chung. Tấm lòng trung kinh cũng xinh đẹp rồi, không nên thẹn mặt nỗi tình thẹn mặt thẹn lòng bao dung anh cô lớn quá. Tuy mắt anh đã mù đuôi không nhìn rõ cuộc đời, nhưng đôi tay anh nghe anh đã hiểu. Cuộc đời em luôn trầm canh qua sâu xác sắc qua xưa đâu còn thắm đỏ tiếng. Em ơi hài mạnh vàng rũ tan lô phấn bụi phù qua tuổi nhục nặng nề. Thằng lành nó còn nhỏ quá, cần em thay má để dắt dìu em lành khôn lớn lên thân. Hai đứa mình vẫn còn tuổi trẻ với tương lai, đôi mắt em cần cho anh dừng chân bước tới. Sức lực anh rất cần để nâng em đứng dậy, quên dĩ vãng đau thương đứng thẳng để làm người. Hiền, em anh. Em ơi, như vậy là em cũng hiểu chúng ta rất cần có nhau phải không em? Hiền em. Chị rất cần được sống bên anh nhân, bên em. Nhưng chị xấu hổ quá em. Đừng, ơi. Đừng nói thế em. Hiền à, anh cấm em. Anh cấm em nói xấu hổ. Em à,
Em hãy nép vào ngực anh đi em, hãy nép vào ngực anh đi em. Anh Như ơi, em hiểu lòng anh cao thượng và sẵn sàng tha thứ cho em. Nhưng năm tháng dài chung sống cảnh vợ chồng, mặc cảm cứ đè nặng lên tâm hồn hai đứa. Như cảnh cơm không lành, canh không ngò mà em sợ. Thôi đành hẹn kiếp sau em xin trả nợ ân tình. Không Hiền, anh cấm em đừng mặc cảm hy sinh. Em ơi, anh vẫn yêu em, anh yêu em bằng tình yêu nguyên vẹn. Anh xin thề đây là tình yêu chứ không phải lòng thương. Hai mình sẽ cùng yêu nhau đi tìm hạnh phúc trăm năm.